khóa học ngày hôm nay là giúp chúng ta biết cách tuyển chọn, thu hút, tìm được nhân sự phù hợp, săn được nhân tài, biết cách đào tạo và phát triển con người, đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn, cải thiện trình độ và năng suất lao động của nhân viên, biết cách dụ người trong việc sử dụng nhân lực tại chỗ hiệu quả nhất, và đặc biệt là biết cách giải quyết các vấn đề nhân sự thường xảy ra trong quá trình quản lý. Đây là một kỹ năng hết sức quan trọng và bắt buộc phải có tại bất kỳ một doanh nghiệp nào. Bởi vì con người là yếu tố quan trọng nhất, nếu thiếu kinh nghiệm về quản trị nhân sự thì việc tuyển chọn và bố trí không phù hợp, sai người, sai việc cũng như sai vị trí, không biết cách dùng người trong việc không phát hiện ra, không phát triển cũng như sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhất, và chúng ta sẽ luôn gặp phải những phàn nàn về chính sách lương. Ngoài ra thì các anh chị cũng phải đối diện với tình trạng luân chuyển lao động tăng cao và không hoàn hảo giữa các mối quan hệ trong nội bộ. Lời khuyên cho việc giải quyết và tránh xung đột của các nhân viên đó là hãy khuyến khích một môi trường làm việc khoan dung, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau, rèn luyện cho đội ngũ nhân viên kỹ năng giải quyết xung đột, bắt đầu từ việc biết tự đánh giá bản thân mình, tự nhìn nhận vấn đề và tự kiềm chế cũng như quản lý cảm xúc tốt nhất cho bản thân, xây dựng nếp sống văn hóa coi trọng việc quản lý xung đột, thực hiện chính sách khuyến khích nhân viên đoàn kết hỗ trợ nhau trong công việc cũng là một giải pháp trong trường hợp này, và chỉ can thiệp khi sẽ phải sử dụng quyền lực để ra quyết định. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn trả lại thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn
lòng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.